Chào các bạn, hôm nay mình sẽ trình tay cho các bạn xem hai cái mẫu chân máy mới nhỏ gọn của Benro, có mã là TSL08A. Thì hai cái mẫu này có hai cái loại chất liệu khác nhau. Cái trên tay mình đây là cái bằng nhôm và cái này là bằng carbon.